Control C này, Control V. Ok, để đây nhé. Rồi, ok, tôi để vậy. Breakfast Club. Ok, để chọn WordPress. WordPress 16. Xong rồi. Ok. Content nhé. Ok. Ok. Ok, đây. Đẩy ra ngoài, sát ngoài này nhé. Rồi, ok. Ok. Rồi. Ok, vừa đẹp nhé. Rồi. Rồi. Ok. Rồi. Rồi. Rồi, ok. Đấy nhé. Ship vào. Rồi. Mười sáu. Ok. Rồi. Năm nhé. Rồi. Ok đây nhé. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ok nhé. Rồi, ok. 75 vào. Rồi.
20 nhé. Ok. Ok, 120 đây, 19 đây. Mày xin rồi rồi 19 nhé. Rồi. Rồi. Rồi, cắn cho nét. Rồi, tiếp theo 47 này. Rồi, từ từ anh nhé, cái 22 này. Ok. Bảy ok rồi ok 8. Rồi. Ok. Rồi. Ok, cái đấy nhé. Tôi sẽ phân tích. Rồi. Đấy nhé. Rồi. Future sẽ cho lên dưới. Ok. Rồi cái tự test true ta để ra ngoài nhé. Ok. Rồi. Ok. Ok nhé. Nice.
Yeah.